vô nhà người ta các bạn, thằng này nó sẽ đi kiếm đồ các bạn. Xin chào mọi người, chào mọi người trở lại với channel của mình. Woo! Và hôm nay mình sẽ trở lại với tựa game The World of My bạn. Đó, bạn có thể thấy là đây là một cuộc tựa game mình nói về chiến tranh. Đấy, và chiến tranh đã tàn phá ngôi nhà này các bạn. Bạn có thể thấy là ba thằng dưới bắt buộc nó phải sống sót trong nhà này các bạn. Cái là giờ. Nếu bạn thích video này hãy để lại cho mình một like, một subscribe nha. Ngoài ra chia sẻ được tạo được cho mình làm tiếp cái video tiếp theo. Bye bye. Okay. Và bạn có thể thấy mình sẽ có 3 thằng và đây là những thằng gì đây, nó sẽ có một đặc điểm khác nhau. Thằng này là nó là slightly wounded, là thằng này sẽ có điểm mạnh là nó sẽ bới mấy cái đống rác là tìm đồ dưới đó. Cái này là nó bị thương nhẹ. Thằng này là còn thanh niên này là bích trưởng của chúng ta, thằng hút thuốc. Và thằng này thanh niên Usain Bolt xuất hiện cũng bị bệnh rồi. Mình sẽ cử mấy thằng này đi khám phá ngôi nhà này trước bạn. Đây, nó sẽ lên đây. Một thằng sẽ lên đây. Một thằng sẽ lên đây. Một thằng này sẽ qua đây tìm. Tìm sẽ trở về cái ngôi nhà này. Bạn có thể thấy ngôi nhà với cái dấu cộng lên các bạn. Nơi chế tạo đồ, ráp đồ. Đây các bạn, mình sẽ có cái này là gì? Her, can you make a hero? Cái này có thể làm thuốc được nha các bạn. Đấy, mình sẽ có một cái gì đây. Này, cái này là phá khóa các bạn. Đó, ngon. Có cái phá khóa rồi mình có thể phá cái dưới đây đấy. Phá cái dưới hàng này nè các bạn. Quá ngon. Mình sẽ khám phá hết mấy cái ngôi nhà này. Mình sẽ mở mấy này trước. Hàng này nó sẽ đi đâu ta. Bên đây sẽ chế tạo thức ăn các bạn có thể thấy nè. Còn bên đây nó sẽ là thuốc. Mình sẽ đi xuống đây khóa mình vô đây các bạn. Là mình có đồ, mình có một khóa cái phá khóa rồi nên cũng có thể không biết khóa cái nó hư hay sao để phá được mấy kia nữa ta. Này hai người xuống đây nha. Này khám phá hết ngôi nhà này trước rồi tính. Nó sẽ có thông số chỉ số, bạn có thể thấy bên này đâu đây chứ. Này xuống đây mới đúng rồi. Đấy, sao nó tìm đồ bí mốc. Mình sẽ có được cái mấy cái dụng cụ để nâng cấp lên mặt nắng hàng trên đây đúng không? Không, mình sẽ qua được không ta? À, phá cửa qua là qua được bạn. À, ngon. Mình sẽ như mình nói rồi nha. Hình như một chỗ khác bạn. Mình đang trong một cái chiến trường khác. Mình lấy hết. Đấy, ngon. Cứ tìm hết đi bạn, tìm hết sau rồi mình tính sau. Thằng trên kia có gì? Thằng kia nó bới ra thôi. Nó bới để đi qua đây lấy đồ thôi. Cứ rồi vậy. Thằng này bới một lông nè. Nó ngon, thêm một cái để mở cửa nữa. À, qua đây luôn. Qua luôn mày. Chưa thằng nào đó nên mình chưa cần mày. Chưa thằng nào cần buồn ngủ. Đó chỗ nào nhỉ? Mình chả thấy. À, mình mở cửa là mất một cái là mất luôn mà. Chứ không lẽ còn. Mở cửa là mất. Bên kia có chữ là... Có chữ kìa thế không? Sâu luôn. Đây mình đây. Có gì? Phật. Sẽ có thêm thức ăn rồi. Ok, mình sẽ qua đây mình nâng cấp cái này lên bạn. Đó, 22 độ C. Khá là được. Mình sẽ làm được một cái lò sưởi với lại một cái ghế ha. À, nó sẽ kiểu như nghỉ ngơi nhưng mà mình sẽ làm cái giường các bạn. Giường đặt đâu nha? Giường đặt đây nha. Giường đặt đây đi. Đúng rồi. Nó qua làm. Nó sẽ qua làm cái giường các bạn. Và thằng này dưới đây. Đó. Thằng này. Đang cũng đang mò các bạn ơi. Mấy này làm hết rồi. Đây, nó sẽ xong bạn. Ồ, mất rồi. Thì mình sẽ lên đây coi thử bạn. Cho này nó lên đi. Nó ở dưới đây rồi các bạn. Đúng như vậy. Nó dưới đây quá lâu rồi. Mình sẽ cho nó lên bạn. Thằng này bị bệnh nên mình cần phải đẩy nhanh tiến độ. Mình sẽ tìm thuốc cho nó bạn. Thằng này nó sao thằng này chứ. Mình sẽ qua mở cửa. Con này nó sẽ ấy
con này nó nghỉ ngơi rồi, chết bà. À, nó nghỉ ngơi nó sẽ đỡ bệnh hơn mà. Mình sẽ, mày, có thể là mình sẽ làm thêm cái giường này. Đi đâu đó hai thằng vậy? Mày sẽ qua đây, nó sẽ làm hết công việc bạn. Còn này nó sẽ đi xuống, nó chế tạo một cái giường mà cha nó lóc nữa. Đây, mày qua đây đi. Đấy, ngày sinh tồn khá là vất vả nha. Ngoài đây là một cái trận chiến mạng. Ôi chú cha mẹ ơi, mình có thể đi ra ngoài được bạn. Đây, mình sẽ nâng cấp cái chỗ làm mình lên bạn nha. Lấy hết đi, mình sẽ cân cấp cái chỗ làm mình lên. Còn chỗ nào mình chưa lấy nữa nha. Còn đóng dưới đây thôi, đi xuống dưới đây nào đi má. Có lỡ khi bới móc được gì sao bạn. Mình dụng cụ mình có nhiêu đây trong nhà. Ô cái kim cương hả? À, một cái mảnh thôi bạn, nó chỉ là một cái mảnh thôi. Được cái gì? Ê, đúng rồi, may qua đúng rồi, tao nhầm thằng. May vậy luôn. Ủa? Đây, mình sẽ chế tạo được một cái, để đóng cái cửa lại bạn, thêm một cái giường. Wow. Thêm một cái radio thôi, hay làm cái giường trước các bạn, ba cái giường là ngon. Nó nằm chung nhau đi mấy má, quá tạp, cũng nhanh thế nha. Con này nó nghỉ đi bạn. Con nào đói không? Mình sắp hết một ngày một rồi nhớ bạn. Đâu lên đi. Đồng hồ tích tắc là sắp hết ngày một rồi. Thằng này đang ngủ. Nó ngủ đi. Nó đang trở lại nè, bạn có thể thấy nó đang trở lại. Đang hồi phục dần dần. Con này nó chắc chúng cho nó đi ngủ nè. Nó bệnh mà. Cho này nó bới móc đi. Lên đi. Ok. Và bạn để mày ơi, gì đây? À, để mấy thằng này nó sẽ canh chừng bạn. Đây, thằng này nó ngủ 1/2 đúng không? Thôi không, mày sẽ cho thằng này nó canh chừng. Đừng prepare. Quốc bạn, không biết có chuyện gì đang xảy ra đây. Thu. À, thằng này nó sẽ đi kiếm đồ, thằng này nó sẽ đi kiếm đồ. Thằng này nó sẽ đi kiếm đồ bạn. Ơi. Mày sẽ đi kiếm đồ. Vô nhà người ta các bạn. Lấy. Nhòm trước cái đã. Nhòm trước khi mở cửa vô. Hay là một nhà khác bạn ơi. Đừng náo, đi đừng náo. Đây. Xuống. Ơi, má ơi. Tối hả? Mày phải sống sót qua buổi tối nè bạn. Mày chơi về mấy anh kia nó ngủ bạ cũng này. Cho mình đi các bạn. Ngon. Hết chỗ chứa rồi. Mình hết chỗ chứa rồi các bạn ơi. Mày bỏ là thôi đi coi đồ gì VIP nữa. Đi. Mày có gì? Hình như có dấu chấm chấm này nguy hiểm nè. 4. Rồi về được không? Về được không? Về đi chứ. Về hộ tao. Thay đôi về. Đi lên. Rồi về. Hết buổi tối nó mới cho về cũng nè. Thiệt chứ. Hết buổi tối nó mới cho về các bạn. Còn cái ba lô các bạn. Cửa mở cửa không? Đây shit, đây tầm. Ú, mình có thức ăn nè. Cần thức ăn bạn ơi. Gun chưa bạn? Mình không cần này mà. Không cần gì nhiều chứ. Mấy cái này đi. Ok, đi lên. Trời, nhiều đồ thế nhỉ. Nhiều đồ bạn ơi. Không được bạn, hết chỗ. Đi thôi, giờ mình chỉ có đi thôi. On the first day, they rob us 2 days later. Nó ngày đầu tiên họ đã cướp chúng tôi và 2 ngày sau và nó đã giết một họ đã giết một cô gái và bắn tôi đã bắn chết ở đó trong một số chúng mày là nó đã có một cái súng nó đã bị hư nhưng mà nó đã chôn vào cái vườn sâu bạn. Ok, cái vườn sâu của nó đâu nha? Cái vườn sâu của nó đây nha. Không được bạn, mình sẽ đi qua đây. Hình như nó bên đây nó gì hết rồi bạn ơi. Ngồi sau. Một
cần tìm một cái nào để mở khóa bạn. Rồi, lấy làm gì con nít luôn. Đây, đây, đây. Này, mình sẽ lo cái đống này bạn. À, mình sẽ có một cái xẻng, nếu mà có cái xẻng nó sẽ nhanh hơn bạn ơi. Xong rồi bạn ơi. Xong rồi bạn ơi. Đồ xanh bị khóa. Mình phải tìm cái đồ mở khóa để ra cái sân sâu. Lấy được cây súng bị mất các bạn. Không có. Không có rồi. Thôi lại thôi. Ở sau cái chấm chấm đỏ khó chịu nha. Nước nước nước. Sẽ bỏ một vài thứ các bạn. Như cái này. Lấy nước. Ok. Có 10 nước. Cái này là gì? The family baron two daughter good thing. Oh, cái này là hình gia đình hả bạn ơi. Tìm cái mở khóa chứ phải có một đồ mở khóa đúng không bạn? Không có rồi bạn ơi. Khó nè. Khó thế. Xung quanh tao toàn là nước ê. À biết vậy, hồi nãy mình đem theo cái đồ mở khóa để mình cướp được. Ra rồi bạn ơi. Nào mình sẽ kiếm ở đây có đồ mở khóa không. Thôi về. Ô về được, về được. Má cha nó. À, ngày 2 bạn ơi. Ngày 2. Mình sẽ làm một vài thứ. Ô thằng mới hả. Đồ mình sẽ cướp được 10 nước bạn. Ngon thế, thế là ngon rồi bạn ơi. Phần này nó mệt rồi bạn. À, nó cần ăn trước là ngủ, ăn trước ngủ mới ngon. Vô làm đi. Ăn đi. Này, ôi, này nó mệt luôn rồi. Cần ăn vậy. Mà có 2 miếng à. Chết bà rồi sao sao. Thiếu thức ăn rồi bạn ơi. Chờ thanh niên uống coffee nó chết bà. Mình cần thức ăn rồi. Mình phải làm sao đây. Thằng này đi, nó vẫn còn ngủ. Ú mẹ cây. Thằng kia nó cướp xong về là nó bị thương luôn rồi các bạn ơi. Ui chết bà rồi. Đứng dậy ơi, mình đứng dậy. Phải làm thôi bạn ơi. Phải làm việc. Phần này nó sẽ làm cánh cửa này để mở ra có đồ điều trị bạn. Đâu, mình sẽ coi có làm được gì bạn. Đâu, ấy, thằng này chứ. Nó sẽ làm được một cái lò các bạn. Hay là à, cái này sẽ làm để nó không bị, nó sẽ không bị bệnh bạn. Đấy, nó. Thằng này, nó cho nó nghỉ đi bạn, nó mệt lắm rồi. Từ từ, ai chả đói mấy. Đâu, mình sẽ còn mấy cái đống này nữa bạn. Nào không mệt rồi. Mình sẽ làm đi làm thêm một cái ghế để cho nó nghỉ nữa. Ui má mày. Cái vậy. I think I have. Ủa nó có bệnh. Càng ngày càng bệnh bạn ơi. Bây giờ khó nha. Cái kèo này khó quá bạn ơi. Chết cha là không đủ rồi. Cho này nó xuống đây đấy bạn. Cần lửa bạn. Cần gỗ. Này khó ta. Khó thật sự luôn á. Đi làm. Để nhanh tiến triển với bạn ơi. Này dù mệt nhưng mà vẫn đi được nha. Này hả. Cho lên ngồi nghỉ xíu. Là nó đang bị bệnh. Nó sẽ ra, thằng này nó sẽ ra ngoài làm kiếm một cái gì đó bạn. Không có gì hết. Hôm nay không có gì hết bạn ơi. Không có một cái gì luôn. Chỉ có thể đến đêm thôi. Đến đêm mình mới khó được bạn. Cái súng phục này nè. Súng phục cho lẹ bạn. Có gì không. Đây đi. Mình sẽ có lửa và cần một cái có gì. Cần làm. Ui da.
Len. Mình phải đi cướp nhiều thôi bạn ơi. Chỗ này mình phải đi cướp nhiều rồi. Chỗ này đã đào xong đi bạn, có gì không? Chỗ này phải đi cướp hơi nhiều nha. Ok, nếu bạn thích video này hãy để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Ngoài ra chia sẻ để tạo lực cho mình làm tiếp video tập sau. Bye bye.